Chào các bạn, mình tên là Chiến. Video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến các bạn top 15 câu hỏi sa hình khó mà các bạn trả lời sai nhiều nhất khi chúng ta thi sát hạch giấy phép lái xe ô tô các hạng mà tôi đã thống kê và tổng hợp ở các kỳ thi trước đây, để giúp ích cho các bạn ôn luyện thật tốt và đặc biệt lưu ý ở những câu hỏi này tránh mất điểm oan như những các bạn đã thi ở các khóa trước. Chúng ta đi đến với cái câu hỏi đầu tiên. Thì câu hỏi đầu tiên mà rất nhiều các bạn trả lời sai đó là câu số 522. Câu hỏi này người ta hỏi là thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ. À, ở đây phân tích cái sa hình. Nếu như các bạn phân tích bình thường các bạn không chú ý thì chúng ta ở đây quan sát ở đây thấy có cái gì ạ? Ở đây thấy có một cái biển báo hiệu đường ưu tiên. Thì nghĩa là sao ạ? Nghĩa là xe của bạn và xe con đang trên đường ưu tiên và xe tải sẽ là xe ở trên đường nhánh, đường phụ. Xe tải sẽ phải nhường đường. Thông thường thì các bạn hay phân tích, à, cùng một tuyến đường ưu tiên thì xe đi thẳng sẽ được quyền đi trước và xe rẽ trái là xe của bạn sẽ phải nhường đường. Nhưng ở đây các bạn quên không để ý một điều đặc biệt ở đây là gì ạ? Ở đây là cái biển báo chỉ dẫn ở đây nha các bạn. Cái biển báo chỉ dẫn ở đây là biển gì ạ? À, ở đây là cái biển báo hướng rẽ ưu tiên. Các bạn quan sát cho tôi ở đây. Nó có nghĩa là sao ạ? Nghĩa là cái hướng rẽ mà người ta đã in đậm ở đây là các xe đi theo hướng này sẽ được quyền đi trước khi qua nơi giao nhau nha các bạn. Vậy nên ở đây hướng in màu đậm đó là hướng gì ạ? Hướng rẽ trái. Xe của các bạn đang làm gì ạ? Đang rẽ trái đi theo hướng rẽ ưu tiên. Vậy nên câu hỏi này xe của bạn sẽ được quyền đi trước rồi mới tới xe con màu đỏ và cuối cùng là ô tô tải nha các bạn. Các bạn chọn cho tôi đáp án số 4. Thì cái vấn đề cái biển báo phụ chỉ dẫn này rất quan trọng, các bạn cần phải đặc biệt lưu ý cho tôi nhé. Giống như câu số 521 cũng rất nhiều các bạn trả lời sai. Câu hỏi này người ta hỏi là các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ. Thì ở câu hỏi này rất nhiều bạn chọn xe con đi trước, kế đến mô tô và cuối cùng là xe của bạn. Như vậy là sai nha các bạn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ở đây là có cái biển báo hướng rẽ ưu tiên ở đây. Hướng rẽ ưu tiên đây các bạn quan sát nó giống xe nào đang đi ạ? Giống xe mô tô đang đi rẽ trái nha các bạn. Vậy nên xe mô tô sẽ phải được quyền đi trước. Và kế đến là xe con và cuối cùng là xe của bạn. Bởi vì xe của bạn đang phía trước mặt có cái biển tam giác lộn ngược, nghĩa là chúng ta giao nhau với đường ưu tiên phía trước. Các bạn chọn đáp án bao nhiêu ạ? Mô tô, con, xe của bạn. Chọn đáp án số 3 cho tôi. Các bạn cần đặc biệt lưu ý cho tôi nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với một dạng câu hỏi khác. Đó là câu số 528. Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? À, câu hỏi này thì nó tương đối là đơn giản. Sa hình phân tích cũng không có cái gì cầu kỳ và khó khăn hết. Cái này các bạn trả lời sai ở điểm nào ạ? À, rất nhiều bạn trả lời sai ở phần đáp án. Bởi vì sao ạ? Bởi vì các bạn nhìn nhầm nhé các bạn. Nhìn nhầm là sao ạ? Ở đây cùng phân tích sa hình trước nhé. Xe tải là xe rẽ phải, xe khách cũng rẽ phải luôn và xe con rẽ trái. Vậy xe nào đi như thế nào là đúng ạ? À, xe tải và xe khách sẽ được đi cùng với nhau trên một lượt luôn nha các bạn. Đã đi cùng thì đáp án của nó sẽ phải có chữ và, xe khách và xe tải sẽ được cùng đi. Kế đến phải rồi mới tới xe con nha các bạn. Rất nhiều bạn chọn đáp án số 2, xe tải, xe khách, xe con là chúng ta đã bị sai nha các bạn. Các bạn cần phải lưu ý cho tôi. Hai xe có thể đi cùng một lúc không với nhau thì đáp án của nó phải có chữ và nha các bạn. Giống như trong cuốn mẹ tôi đã hướng dẫn cho các bạn. Ở đây chúng ta chọn đáp án số 1, xe khách và xe tải cùng được đi trước. Rồi, chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo, đó là câu hỏi số 520. Người ta hỏi là thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông. À, ở đây chúng ta cùng phân tích. Trước mặt xe của bạn là cái biển tam giác có mũi tên, chứng tỏ là đường của chúng ta là đường ưu tiên nha các bạn. Kế đến, các bạn xét xe tải và xe con. À, xe con rẽ phải, xe tải rẽ trái. Thì ở đây, xe con rẽ phải và xe chúng ta đi thẳng ở hai cái làn đường khác nhau nha các bạn. Vậy nên nó không có vướng,
bận gì nhau hết. Nên ở đây đáp án sẽ phải là xe của bạn và xe con sẽ cùng được đi với nhau một lúc, kế đến rồi mới tới xe tải nha các bạn. Thì các bạn chọn ngay cho tôi cái đáp án số 3 là đáp án chính xác nha các bạn. Các bạn hiểu chưa ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 581. Câu hỏi này trên 80% các bạn trả lời sai. Bởi vì sao ạ? Bởi vì các bạn phân tích bị sai đáp án. Và câu hỏi này hình ảnh cho các bạn cũng có vấn đề nha các bạn. Ở đây, trong cái sa hình này chúng ta không có biển báo hiệu ưu tiên. Đúng không ạ? Thì chúng ta xét hướng rẽ ưu tiên. Bên phải xe nào trống, xe đấy được quyền đi trước. Thì ở đây rất nhiều các bạn nhầm tưởng là bên phải của cái ô tô con màu vàng này, cái đoạn đường này là đoạn đường trống, nên xe con màu vàng sẽ được quyền đi trước. À, các bạn phân tích như vậy là bị sai nha các bạn, sai hoàn toàn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ở đây là con đường gì ạ? Ở đây bản chất của nó là con đường đôi có giải phân cách ở giữa nha các bạn. Nên bên phải xe con màu vàng sẽ là xe tải nha các bạn, chứ không phải là nó trống. Còn chính xác để các bạn hiểu được câu hỏi này, trả lời câu hỏi này, thì các bạn cần phải đặc biệt lưu ý cho tôi, đó là bên phải của xe tải là đường trống. Nhưng ở đây hình vẽ minh họa cho các bạn có vấn đề nha các bạn, nên chúng ta sẽ không thấy được cái bên phải của xe tải trống. Nhưng câu này các bạn cần phải đặc biệt lưu ý cho tôi. Thì chúng ta cứ quan niệm, à, thấy cái hình này thì ở đây là bên phải xe tải trống, và xe tải đi trước đến xe con màu vàng, cuối cùng là xe của bạn nha các bạn. Các bạn cần phải đặc biệt lưu ý cho tôi câu hỏi này nhé. Chúng ta chọn đáp án nào ạ? À, chúng ta sẽ chọn đáp án số 2, xe tải, xe con và xe của bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới một cái thế sa hình phức tạp hơn mà nhiều bạn cũng trả lời bị sai ở câu hỏi này. Người ta hỏi là thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông. Ở đây thì nó không có cái gì là phức tạp hết nha các bạn. Chủ yếu là các bạn chỉ cần nhớ cho tôi cái khẩu quyết mà tôi sắp đưa ra cho các bạn ở đây. Nếu như các bạn muốn hiểu làm nhanh thì các bạn chỉ nhớ cho tôi này. À, trước mặt là điểm tam giác lộn ngược thì xe đó sẽ phải nhường đường. Và trước mặt xe nào mà có biển tam giác hình mũi tên thì xe đó sẽ được quyền đi trước. Thì phân tích cho các bạn hiểu này. À, trước mặt của xe tải và xe mô tô là hai cái biển tam giác mũi tên. Hai biển này là hai biển báo hiệu sắp giao nhau với đường không ưu tiên, giao nhau với đường nhánh. Thì xe tải và xe mô tô sẽ được quyền đi trước nha các bạn. Còn ở đây, trước mặt xe con và xe khách, hai cái biển tam giác lộn ngược là đang đi từ đường phụ đi ra đường ưu tiên. Vậy nên hai xe này sẽ phải nhường đường đi sau. Xe tải và xe mô tô cùng trên tuyến đường ưu tiên, xe nào sẽ được quyền đi trước? À, câu hỏi này trả lời thì cực kỳ đơn giản thôi. Nếu ở tuyến đường cùng cấp, hai xe đều trong đường ưu tiên như nhau, thì chúng ta xét tới cái hướng rẽ ưu tiên. Nghĩa là sao ạ? Xe nào rẽ phải được quyền đi trước, kế đến là xe đi thẳng và cuối cùng xe rẽ trái. Thì ở đây, tôi hay đọc gọn cho các bạn, đó là phải, thẳng, trái. Xe tải đi thẳng, xe mô tô rẽ trái. Vậy xe tải, xe mô tô, xe nào được quyền đi trước ạ? À, đương nhiên xe tải sẽ được quyền đi trước, bởi vì đi thẳng là số 1 nha các bạn. Rồi, kế đến xe tải đi rồi, à, anh mô tô này, anh ở trên đường ưu tiên, anh sẽ được quyền đi thứ hai. Và xe khách, xe con, xe nào được quyền đi trước ạ? À, xe khách đi thẳng sẽ được quyền đi trước, xe rẽ trái sẽ phải nhường đường, xe khách được quyền đi thứ 3, và cuối cùng xe con sẽ được quyền đi thứ 4. Chúng ta chọn đáp án tải, xe mô tô, xe khách và xe con nha các bạn, đáp án số 2. Tương tự, để tôi giải thích thêm cho các bạn một câu hỏi nữa, cho các bạn có thể hiểu nắm vững cái luật này. Ở đây, cái xa thế giải sa hình ở đây là gì ạ? Thế giải sa hình của câu hỏi này là chúng ta có 3 xe. Các con đường ở đây có biển báo. Ở đây có biển báo này là biển báo tuyến đường cùng cấp nha các bạn. Thì chúng ta cực kỳ đơn giản thôi. Chúng ta xét cái hướng rẽ ưu tiên của các xe. Đó là rẽ phải được quyền đi trước, kế tiếp theo đi thẳng, cuối cùng là rẽ trái. Câu hỏi này nếu mà các bạn
hiểu được cái câu khẩu quyết phải thẳng trái trong đầu mình thì các bạn nhìn vào là các bạn đã biết xe tải được đi trước, đến xe khách, cuối cùng là xe con. Không có gì phức tạp hết, các bạn chọn cho tôi đáp án số 3. Vẫn là một câu hỏi, chúng ta áp dụng cái thế giải sa hình phải thẳng trái đối với tuyến đường không có biển báo hiệu ưu tiên. Đây là tuyến đường cùng cấp thì chúng ta chỉ cần nhớ cho tôi phải thẳng trái. Rồi, xe con rẽ phải, xe con sẽ được quyền đi trước, kế đến xe của bạn đi thẳng sẽ quyền đi thứ hai, xe mô tô rẽ trái sẽ phải nhường đường. Đơn giản vậy thôi. Chúng ta cứ ra xe con, xe của bạn, xe mô tô, chọn đáp án số 2 cho tôi. Cực kỳ đơn giản phải không các bạn? Rồi, ở một câu hỏi tiếp theo. Ở đây là câu số 580. Các bạn phân tích cái thế giải sa hình này nhiều lúc các bạn hay loạn. Thì tôi đã đưa ra cho các bạn rất nhiều các mẹo về thế giải sa hình này. À, nếu như các bạn muốn học mẹo thì cái nhìn thấy anh xe đạp ở trước mắt đối diện của mình thì các bạn cứ chọn cho tôi đáp án số 3 thôi. Còn anh xe đạp đi cùng chiều thì các bạn chọn đáp án số 2 thôi. Nhưng mà rất nhiều các bạn vẫn trả lời sai ở câu hỏi này. À, các bạn không áp dụng mẹo, các bạn muốn phân tích thì tôi sẽ phân tích cho các bạn hiểu. Đây vẫn là tuyến đường cùng cấp. Tuyến đường cùng cấp mà các bạn thấy ngã tư, nếu bên phải xe nào trống thì xe đấy sẽ được quyền đi trước. Bên phải đường ở đây trống, bên phải của xe nào à, bên phải của xe đạp sẽ được quyền đi trước, tiếp đến là mô tô và cuối cùng là xe của bạn. Chúng ta có phải là đáp án số 3 không ạ? Câu nào có thể áp dụng mẹo thì các bạn cứ áp dụng nhé. Nó sẽ tiết kiệm cho các bạn rất nhiều thời gian. Tương tự câu hỏi số 356 là tôi vừa phân tích cho các bạn thấy bên phải xe nào trống thì xe đấy sẽ được quyền đi trước. Còn bên phải xe tất cả đều không trống hết thì chúng ta mới phân tích đến cái hướng rẽ ưu tiên là phải thẳng trái nha các bạn. Ở đây câu 356 bên phải xe mô tô trống, vậy xe mô tô sẽ được quyền đi trước, kế đến là xe con, cuối cùng là xe tải. Chúng ta chọn mô tô, con và xe tải đáp án số 3 nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tương đối dễ nhưng mà rất nhiều bạn trả lời sai. Bởi vì sao ạ? Câu hỏi này nội dung người ta hỏi là xe con vượt xe tải như trong trường hợp này có đúng hay không? À, tôi xin thưa với các bạn, rất nhiều bạn trả lời là không đúng bởi vì bạn phân tích một cách đơn giản nôm na rằng ở ngã tư thì chúng ta sẽ không được phép vượt. Nhưng bạn đã hiểu sai vấn đề của câu hỏi này rồi. Câu hỏi này mục đích của người ta muốn hỏi chúng ta là chúng ta sẽ được quyền vượt bên phải trong cái trường hợp nào? Thì giống như bộ luật Việt Nam quy định trước đây á, thì chúng ta có 3 trường hợp được phép vượt bên phải. Thứ nhất đó là xe phía trước đang rẽ trái mà chúng ta không thể vượt bên trái được. À, anh đang rẽ trái mà anh mình còn vượt bên trái nữa thì chúng ta sẽ gây tai nạn ở cái điểm này nha các bạn. Là trường hợp thứ nhất. Thứ hai đó là trường hợp có xe điện đường đang đi giữa đường, chúng ta không thể vượt bên trái được. Và thứ ba là đang có công trình thi công ở phía trước, phía bên trái, bắt buộc chúng ta phải vượt bên phải thôi. Ok, ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án là đúng nha các bạn. Các bạn chọn không đúng là các bạn mất điểm oan nha. Rồi, bây giờ tiếp tục là một câu hỏi số 517. Câu hỏi này người ta hỏi là xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau. À, câu hỏi này nếu các bạn phân tích xa hình thì nó cũng cực kỳ đơn giản thôi. Bởi vì chúng ta nhìn thấy ở đây là cái biển gì ạ? Tam giác thẳng đứng, ở đây cũng có biển tam giác thẳng đứng. Vậy là tuyến đường của xe con đang chạy là đường ưu tiên. Còn đây tam giác lộn ngược, ở đây tam giác lộn ngược, vậy tuyến đường xe tải và xe khách đang chạy là đường không ưu tiên. Thì đường ưu tiên thì xe con sẽ được quyền đi trước, rồi đến xe tải và cuối cùng là đến xe khách nha các bạn. Nhưng hiện tại thì tôi thấy các bạn trả lời sai rất nhiều bởi vì các bạn không đọc kỹ câu hỏi. Câu hỏi người ta hỏi là xe nào phải nhường đường đi cuối cùng mà rất nhiều bạn trả lời lại là xe con. Các bạn nhầm lẫn, phân tích thì đúng nhưng các bạn nhầm lẫn cái nội dung của câu hỏi. À, các bạn nhầm sang là xe nào được quyền đi trước trong cái trường hợp này thì xe con là đúng nha các bạn. Ở đây xe phải nhường đường đi cuối cùng là xe khách. Các bạn chọn đáp án số 1. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với một dạng câu hỏi khác cũng rất nhiều bạn dễ bị sai. Đó là câu hỏi số 561. Những hướng nào ô tô tải được phép đi? À, ở đây chúng ta quan sát thấy có cái biển gì ạ? Ở đây có một cái điển hình đầu chiếc xe con. Thì đây
có nội dung như thế nào ạ? Thì ở đây cái biển này là biển cấm tất cả các loại xe cơ giới đi vào nha các bạn. Vậy nên cái đoạn đường từ cái nơi đặt biển đây trở về sau là cấm xe không được đi vào. Vậy ô tô tải sẽ được đi theo hướng nào ạ? À, rất nhiều bạn trả lời là các bạn chọn hướng 1, đáp án số 1. Nhưng cái hướng số 5 là xe tải vẫn sẽ được chạy quay ngược lại nha các bạn, theo chiều ngược lại. Bất cập ở câu hỏi này là sao ạ? Đó là cách vé mũi tên của người ta. Đúng lẽ ra người ta sẽ phải vé ở giữa ngã tư này nha các bạn, chứ không thể chúng ta quay đầu ở ngay cái đoạn đường eo hẹp này được. Nên các bạn ở đây câu hỏi này các bạn chọn cho tôi là hướng 1 và hướng 5 nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến tiếp với câu hỏi cuối cùng mà các bạn trả lời sai. Đó là câu số 553 là theo hướng mũi tên những hướng nào ô tô con được phép đi. Câu hỏi này thực tế nó cũng đơn giản thôi, không có gì là khó hết. Ở đây chúng ta có hai cái biển báo. Thứ nhất đó là biển báo hiệu lệnh chỉ dẫn hướng đi bắt buộc phải theo. Và thứ hai đó là biển báo đoạn đường ở cổng số 2 là cấm tất cả các loại xe cơ giới đi vào. Các bạn sai ở đây là gì ạ? À? Các bạn sai ở đây là các bạn chỉ cho phép ô tô đi theo hướng 1 thôi. Bởi vì các bạn thấy ở đây cái biển xanh là biển hiệu lệnh bắt buộc phải theo. Nhưng các bạn quên mất một điều đó là cái biển phụ ở dưới đây nó có tác dụng chỉ đối với xe tải thôi nha các bạn, còn đối với xe con nó sẽ không có tác dụng gì hết. Vậy nên xe con sẽ được đi theo hướng 1, 3 và 4. Các bạn chọn cho tôi cái đáp án số 2 nha các bạn. Thì trên đây là 15 câu hỏi mà các bạn trả lời sai nhiều nhất, tôi đã tổng hợp và đưa ra cách giải cho các bạn để các bạn chú ý. Hy vọng là các bạn sẽ thi thật tốt. Chào các bạn, chúc các bạn luôn thành công.